cụ thọ hiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn rất kỳ đặc, bạch thiện thệ rất hi hữu, đại Bồ Tát ấy thành tựu nhóm công đức lớn như thế là vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình tu hành bát nhã ba la mật đa cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thế nào để mau được viên mãn Phật dạy này thiện hiện nếu đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy sắc hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thọ tưởng hành thức hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện nếu đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy nhãn xứ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy nhĩ tí thể thân ý xứ hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy sắc xứ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy nhãn giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tăng hoặc giảm thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy nhĩ giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tăng hoặc giảm, thì đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy tĩ giới hoặc tăng hoặc giảm chẳng thấy hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tăng hoặc giảm thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy thiệt giới hoặc tăng hoặc giảm chẳng thấy vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy thân giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy ý giới hoặc tăng hoặc giảm chẳng thấy pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tăng hoặc giảm thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn